Cả nhà ơi, đây là khô gà mình mới làm xong nè. Bây giờ mình ăn thử một miếng. Mình mời cả nhà cũng ăn khô gà với mình nha. Cả nhà ơi, khô gà khô rồi nhưng mà rất là mềm nè, không có cứng. Và lá chanh thì giòn. Đó, lá chanh thì giòn rồi nè. Mình làm bằng mật ong á, cho nên là khô gà của mình rất là ngon. Mình ăn thử một miếng. Ngon lắm cả nhà ơi. Gà thì mềm và khô nhưng mà khô mềm, còn độ ngọt, độ mặn rất là vừa ăn. Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến gia đình mình làm món khô gà lá chanh. Món khô gà lá chanh này mà ăn vào dịp Tết thì vô cùng tuyệt vời. Ta có thể nhâm nhi uống bia uống rượu hay ta ăn không vẫn được. Món này thì dễ làm dễ ăn, công thức cũng rất đơn giản. Và nguyên liệu cũng dễ tìm và không cần lò nướng thì mình vẫn làm được. Và nếu nhà mình thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm khô gà lá chanh. Mình có 1 ký ức gà, 1 củ hành tây, hành tím, tỏi, gừng và 4 cây sả, lá chanh, rượu trắng, dầu màu điều, sốt ướp xá xíu, ớt bột Hàn Quốc, ớt khô, ngũ vị hương, mật ong, nước mắm. Mình cho vào nồi 1 củ hành tây và mình cắt khoanh như vậy nè. Để mình luộc gà và mình luộc khô. Mình cho vào 4 cây sả đập dập, 20 gram gừng đập dập. Mình xắt lát xong đập dập ra. 3 củ hành tím và mấy củ tỏi mình cắt lát này. Mình cho vô 2 cái ức gà, và 2 cái ức gà là 1 ký. Còn phần hành tỏi thì mình xài hành 45 g, tỏi 45 g. Mình cho vô 50 ml rượu trắng để mình hấp gà cho nó thơm. Và hấp gà mà không đổ nước thì mình đun lửa nhỏ. Lúc đầu thì mình đun lửa to chút xíu nữa. Bắt đầu nó sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Gà sôi mình hạ lửa nhỏ xuống và mình cho vào mấy cái lá chanh để cho nó thơm. Mình cho vào khoảng chục cái. Mình luộc khoảng 15 phút thì gà mình chín rồi, mình tắt bếp này. Và mình ấn vào vậy này, nó cứng cứng á, là gà mình chín rồi đó. Bây giờ mình gắp gà ra. Mình thả gà vô cái tô nước đá để cho gà mình nó dai, nó giòn hơn. Bây giờ gà nguội thì mình xé gà nè. Mình xé những miếng như vậy nè. Gà xé rất là dễ. Và mình làm khô gà thì mình mua gà lớn á. Gà lớn thì gà nó dai đó. Và mình đừng luộc chín quá. Gà lớn, gà cái 2 cái ức gà này tới 1 ký luôn. Và đây là gà xé, mình xé xong rồi. Mình cho vào trong chảo là 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng muối canh dầu ăn. Mình cho hành tỏi vô mình phi. Và phi hành tỏi thì mình để lửa nhỏ. Lát nữa hành tỏi nó thơm nó vàng rồi mình vớt hành tỏi ra. Và phần hành tỏi thì mình xài mỗi thứ 40 g. Hành tỏi của mình sắp vàng rồi. Hành tỏi sắp vàng mình cho 2 trái ớt xin vô này, 2 trái ớt chỉ thiên á. Và mình cũng xào lên. Bây giờ hành tỏi vàng mình tắt bếp và mình hớt cái hành tỏi ra. Mình cho vô nửa chén nước luộc gà và cái dầu hồi nãy còn lại đó, 6 muỗng canh nước mắm, 12 muỗng canh mật ong,
một muỗng canh dầu màu điều, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc, 嗯 bật bếp lên và mình đun cho cái hỗn hợp này nó sánh kẹo lại. Hỗn hợp mình sôi mình hạ lửa nhỏ xuống này để cho nó sánh kẹo lại. Bây giờ thì hỗn hợp của mình nó sánh kẹo rồi, mình tắt bếp này và mình chờ cho nó nguội. Bây giờ nước sốt của mình nó nguội rồi, nó hơi ấm ấm rồi, mình đổ thịt gà vô này. Mình làm như vậy thì gà mình nó sẽ dai hơn á. Nếu mà còn nóng mình đổ vô thì gà mình nó bở, nó không có dai. Mình đảo lên cho nó đều này. Bây giờ mình bật bếp lên và mình để lửa nhỏ. Và mình đảo. Mình đã sắt đáy chảo. Và lúc này thì mình ít đảo. Lát nữa thì mình phải đảo luôn tay, bây giờ nó chưa có nóng á. Nãy giờ mình đun được 20 phút rồi. Bây giờ cái thịt gà mình nó cạn hết nước rồi cả nhà. Ta có thể lúc này ta có thể mang vào lò nướng cũng được, nhưng mà mình làm trên chảo luôn để mình chia sẻ cho mọi người không có lò nướng ta vẫn làm khô gà được. Và rất là ngon cả nhà ơi, lúc này mình nếm rất là ngon luôn á. Mình mua cái chỗ gà này chỉ có 55 ngàn thôi mà được nhiều lắm. Lúc này mình nếm rất là ngon. Và lúc này thì mình phải xiên đảo, mình để lửa vừa nhỏ thôi, nhưng mình để lửa to thì gà mình sẽ bị cháy. Nếu mình bỏ lò sấy, mình sấy với nhiệt độ 100 đó, mình đàn ra, mình có thể chia đôi ra cái này ra này. Mình làm sẽ làm hai lần, hay ta làm hai tầng cũng được, nhưng mà mình đảo trên chảo. Bây giờ mình xem được 30 phút rồi, bây giờ mình cho cái hành, tỏi và ớt phi vào trong này này, và mình đảo lên. Và lúc này mình phải đảo luôn tay ấy, vì nó tương đối khô rồi, và mình để lửa nhỏ thôi. Chè bông mình gần khô rồi, mình cho lá chanh vô này, lá chanh mình đã vò sẵn rồi đó. Và ớt khô mình cũng cho vô luôn. Và ta tiếp tục đảo, và mình đảo sát cái đáy chảo. Và mình thỉnh thoảng mình phải thăm cái đáy chảo xem cái đáy chảo mình có bị cháy hay không á. Nếu cháy thì mình phải thay chảo khác, hay là mình đem chảo mình đi rửa là mình sao lại, chứ không thì nó uổng cái mẻ khô gà lá chanh của mình. Phần lá chanh thì ta có thể cho khoảng 35-40 lá. Và lá chanh này mình rửa sạch sẽ rồi. Nếu mình mua được lá chanh Thái thì rất là ngon. Cả nhà ơi, mình còn sấy kiểu này nữa nè. Nước sôi nè, bây giờ mình bắt cái chảo lên và mình sấy. Bây giờ mình bắt cái chảo lên rồi nè. Là sấy kiểu này mình đỡ phải đảo nè, thỉnh thoảng mình đảo thôi, mình không cần mình đảo nhiều và không có sợ cháy chảo nữa. Và ta có thể để lửa to cũng vẫn được, nó cạn bằng hơi nước nóng đó. Mình thỉnh thoảng mình đảo thôi, mình không cần đảo nhiều. Sấy cái kiểu để cách thủy ở dưới đó, là rất là tiện.
Cả nhà ơi, cái kiểu sấy này rất là tiện này. Đó, mình để cái nồi nước ở dưới đó. Rồi đảo trên này, thỉnh thoảng mình đảo, mình không cần đảo nhiều đâu. Và nó không có bị cháy. Cả nhà ơi, khô gà lá chanh của mình lúc này nó khô rồi nè cả nhà. Lá chanh thì nó giòn rồi nè. Nó lá chanh thì nó giòn rồi. Và khô gà thì nó khô như vậy nè. Và mình muốn khô nữa thì mình phơi một nắng nữa. Đó, rất là ngon. Đó, mình sờ thấy nó rất là khô mà nó dẻo lắm. Cái ướt ướt này là mỡ, dầu chứ không phải là gà ướt. Và mình phơi khô gà trong cái lồng này nè, rất là sạch sẽ. Cả nhà ơi, đây là khô gà mình làm xong rồi nè. Mình phơi nắng 3 giờ. Video làm khô gà lá chanh của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thấy thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.